Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đang quay trở lại với channel của mình. Và mình là Trần Minh Phương Thảo. Ngày hôm nay thì mình sẽ quay trở lại với một video, đó chính là những kiểu con trai mà con gái sẽ thích ngay từ lần gặp đầu tiên. Thật ra thì bạn không cần phải đẹp trai như là Lee Min Ho hay là Beckham, hay là bạn không cần phải siêu giàu đi G63 nhà mặt phố bố làm to để được một cô gái thích bạn ngay từ cái nhìn đầu tiên đâu. Không biết là các bạn đang xem video này ấy, thì có tin vào cái việc là yêu từ cái nhìn đầu tiên không? Kiểu love at first sight ấy. Mình không biết con trai các bạn như nào ấy, nhưng mà con gái tụi mình ấy thì cực kỳ tin vào cái love at first sight này. Vì vậy thì chắc chắn sẽ có những kiểu con trai mà khiến con gái yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Và chắc chắn rồi, những bạn nam đang theo dõi video này thì rất muốn biết những kiểu con trai ấy là gì, đúng không? Vậy thì hãy xem hết video này nhá. Kiểu đầu tiên đó chính là con trai có vóc dáng đẹp. Nếu như ai đó nói với bạn ấy ngoại hình ấy là không quan trọng ấy thì đừng tin. Mình tin rằng là họ có thể là đang nói dối bạn ấy. Bởi vì ngoại hình ấy là một cái có thể gây ấn tượng rất là nhanh, rất là mạnh. Nó được truyền đi theo vận tốc ánh sáng cơ mà. Có nghĩa là bạn nhìn cái là bạn thấy luôn. Và các bạn nam, các bạn có thích gái xinh không? Thích đúng không? Thì con gái cũng vậy. Cái kiểu con trai mà có thể khiến con gái thích ngay từ lần đầu gặp ấy thì không thể thiếu được một chàng trai có vóc dáng đẹp rồi. Tại sao mình không nói là một chàng trai đẹp trai mà mình lại nói là một chàng trai có vóc dáng đẹp? Bởi vì đối với con trai ấy thì cái vóc dáng nó vô cùng quan trọng các bạn ạ. Các bạn không cần phải có một khuôn mặt quá là đẹp đâu, nhưng mà các bạn có một cái vóc dáng đẹp, có một cái cơ thể cân đối ấy, và có một cái gu ăn mặc đẹp ấy, thì tự nhiên các bạn đã khiến các cô gái đổ rầm rầm rồi. Thêm nữa ấy, nếu mà bạn cảm thấy rằng là mình không quá cao ấy thì cũng đừng vội buồn. Bởi vì bạn biết không, đối với một cô gái cao 1m7 chẳng hạn, thì đối với cô gái ấy thì những chàng trai cao 1m8 mới là đẹp. Đối với những cô gái mà 1m5, 1m6 thôi thì họ sẽ thấy những chàng trai mà 1m6 rồi 1m7 thôi đã là đẹp và hợp với họ rồi. Thêm nữa ấy, thì con gái cực kỳ thích những cái chàng trai mà có vóc dáng đẹp. Nếu mà so sánh giữa một chàng trai có một cái vóc dáng không được đẹp cho lắm nhưng mà có một cái gương mặt đẹp trai với một chàng trai có một gương mặt bình thường mà có một cái vóc dáng rất là đẹp, thì 99% con gái sẽ chọn cái chàng trai mà có vóc dáng đẹp. Và rất may cho các bạn thì mình thấy rằng là cái vóc dáng ấy là cái điều mà chúng ta có thể cải thiện được và có thể cải thiện dễ dàng luôn á. Thấy rằng nếu mà bạn cảm thấy rằng là cơ thể của mình hơi thừa cân một chút thì có thể tập luyện thể dục này, rồi ăn uống điều độ để cố gắng giảm cân này. Kiểu con trai mà kiểu có chút múi thì cũng blem mà. Và khi bạn giảm cân thành công ấy thì bạn đẹp lên 1 tỷ lần luôn. Lại phải nói lại là mình cũng là một người đã từng rất là béo, trời ơi. Và mình đã giảm cân thành công với Coffee Idol Slim nhá. Có rất là nhiều bạn sau khi dùng cái này ấy thì giảm cân thành công này, có người yêu này, và còn khoe với mình là có 6 múi nữa cơ. Nói chung là mình rất là vui khi có thể giúp được các bạn. Nên nếu như bạn quan tâm thì có thể nhắn tin cho mình qua Insta của mình phuongthao.zoe nhá. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể cải thiện cái chiều cao của mình bằng việc chăm tập luyện những cái bài tập mà giúp tăng trưởng chiều cao này, hoặc là dùng bổ sung thêm những cái thuốc tăng chiều cao rất là hiệu quả. Mình để một vài thông tin ở đây nhá. Và chỉ cần bạn cải thiện được cái vóc dáng của bản thân mình thôi, khi mà bạn có một cái vóc dáng đẹp ấy thì chắc chắn bạn đã nằm trong cái kiểu con trai mà có thể sẽ được con gái thích ngay từ ánh nhìn đầu tiên rồi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với kiểu con trai thứ hai mà con gái thích ngay từ lần gặp đầu tiên, đó chính là con trai khéo ăn nói. Các cụ có câu là con trai thì yêu bằng mắt mà con gái thì yêu bằng tai mà. Và câu này ấy thì nó gọi là cực kỳ chuẩn luôn. Bạn thấy không, rất nhiều chàng trai không quá đẹp trai, cũng không giàu có, không quá tài giỏi, nhưng mà bạn luôn tự hỏi ở tại sao nó có người yêu mà mình không có. Bởi vì là người ta rất là khéo ăn nói, kiểu không phải là thả thính nhiều đâu, nhưng mà nói đúng lúc đúng chỗ và kiểu khiến cho con gái cảm động ấy, thì chắc chắn là các cô gái sẽ kiểu tự đổ rầm rầm luôn á. Khi mà ở bên cạnh những cái chàng trai khéo ăn nói một chút ấy, hay là hài hước ấy, thì con gái sẽ cảm thấy những cái câu chuyện nó trở nên thú vị hơn rất là nhiều. Cái này ấy, nói nghe thì dễ nhưng mà làm thì không hề dễ một chút nào ấy. Mình cảm thấy ấy, những cái chàng trai như thế này ấy, là những người mà có thể nói chuyện một cách rất là thú vị, không nhạt nhẽo mà kiểu cũng không bị vô duyên ấy. Bởi vì ở trong nhiều những cái vấn đề ấy, thì suy nghĩ của con gái và con trai khá là khác nhau. Nên là đôi khi những cái câu đùa của con trai ấy, thì đối với con gái tụi mình lại cảm thấy rất là vô duyên. Và đôi khi có những cái con trai thấy là thú vị nhưng mà con gái thì lại không thấy vậy. Vậy nên là những cái chàng trai mà có thể thú vị này, có thể khéo ăn khéo nói với con gái này, và có thể nói chuyện tinh tế với các cô gái ấy, thì chắc chắn là sẽ được các cô gái rất là yêu thích rồi. Kiểu con trai thứ ba mà con gái cũng rất thích, đó chính là kiểu con trai mà chân thật thật thà ấy.
Nếu như mà bạn chẳng khéo ăn khéo nói, chẳng giỏi nói những cái lời hoa mỹ ấy, thì bạn chân thật, bạn thật thà cũng sẽ là một kiểu con trai mà khiến cho con gái rất là thích. Khi mà ở cạnh một cái chàng trai chân thật và thật thà ấy, thì con gái sẽ cảm thấy rất là an toàn. Và bạn biết rồi đấy, con gái thì cực kỳ thích cái cảm giác an toàn khi ở cạnh con trai rồi. Đôi khi thì bạn chẳng réo miệng đâu, nhưng mà bạn cũng hoàn toàn có thể trở thành một chàng trai ấm áp khi mà bạn thể hiện được cái sự chân thành và cái sự chân thật của chính bản thân mình ấy. Mà mình nghĩ rằng là không chỉ con gái đâu, mà ai cũng sẽ thích những cái chàng trai mà kiểu chân thành ấy. Điều quan trọng ấy thì mình nghĩ rằng là bạn nhận ra đấy là điểm mạnh của bạn và bạn phát huy điều đó, chứ không phải là bạn luôn cố gắng để trở thành một người khác. Tuy nhiên, chân thành, chân thật ấy, nhưng mà đôi khi thì bạn cũng cần phải tinh tế nhá. Ví dụ nếu như mà bạn thấy một cô gái đúng là cô gái đấy kiểu béo thật, xấu thật, nhưng mà bạn không thể ném thẳng vào mặt người ta cái câu rằng là "Đâu ơi, em thì béo xấu thế." Kiểu thế là lại thành vô duyên rồi. Nói chung thành thật là tốt, nhưng mà cũng cần phải khéo léo một chút để mà không vô duyên. Và như vậy thì bạn đã trở thành một kiểu con trai mà con gái thích rồi. Chúng ta tiếp tục đến với kiểu con trai thứ tư mà con gái sẽ có thể thích ngay từ lần gặp đầu tiên. Đó chính là kiểu con trai mà có tài lẻ. Bạn có thấy nhiều chàng trai ấy, chỉ cần đàn một bài hay là hát một bài thì cũng đã thu về khá lượng vệ tinh khán giả phía dưới rồi không? Mà cái tài lẻ ở đây thì có thể rất là đa dạng và phong phú nhá. Bạn có thể giỏi chơi một môn thể thao nào đấy, bạn cũng có thể giỏi làm bánh, giỏi làm đồ handmade, biết làm ảo thuật hoặc là biết đan len chẳng hạn. Mình thề, không biết các bạn như thế nào, nhưng mà mình thấy một chàng trai mà biết đan len ấy, kiểu cảm giác vô cùng đáng yêu và ấm áp nữa. Nói chung cái này ấy, thì nó không bó hẹp, mà nó có thể là bất kỳ một cái tài lẻ nào đấy của bạn. Cái gì cũng được, miễn là cái đấy là cái mà bạn đam mê, bạn yêu thích ấy. Nên là dù là tài lẻ gì thì các bạn nam cứ sống thật và sống hết mình với cái đam mê của mình là được nhá. Vì khi mà bạn làm cái việc mà bạn rất là thích ấy, thì bạn sẽ tỏa ra một cái năng lượng cực kỳ thu hút luôn. Bạn sẽ kiểu tỏa sáng, và cái năng lượng đấy nó khó tả lắm. Kể cả bạn chơi game giỏi thì cũng là một cái tài năng đấy. Bạn có biết lý do vì sao mà các game thủ hay có người yêu rất là xinh không? Con gái thì cũng phải thú nhận rằng là họ bị đánh gục bởi những cái chàng trai mà có những cái biệt tài lẻ. Có bạn mình ấy thì nó từng kể với mình là nó kiểu bị yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, bị đổ gục ngay. Một anh học khóa trên khi mà nhìn thấy anh ấy chơi bóng rổ ở sân trường nè. Vậy nên con trai sở hữu một cái tài lẻ gì đó chắc chắn sẽ là một kiểu con trai mà con gái rất thích, và cũng có thể là thích ngay từ cái nhìn đầu tiên đấy. Rồi chúng ta đến với kiểu con trai thứ 5, kiểu con trai cuối cùng mà con gái thích, đó chính là con trai lạnh lùng. Nhưng mà cái kiểu ngoài lạnh trong nóng á. Bạn thấy đấy, tất cả những cái phim thanh xuân vườn trường này, phim ngôn tình này, hình tượng nam chính ấy thì luôn luôn được xây dựng là hình tượng những cái chàng trai mà kiểu bên ngoài lạnh lùng và bên trong ấm áp, và sẽ khiến những cái bạn nữ đổ rầm rầm. Lý do vì sao? Vì thực sự con gái rất thích cái hình tượng như thế. Hình tượng con trai mà kiểu nói nhiều ấy thì hay là nam phụ thôi. Không ít con gái thì nói rằng với những cái chàng trai mà bên ngoài rất là lạnh lùng, với một cái vỏ bọc lạnh lùng, thì sẽ khiến cho con gái kiểu tò mò và muốn tìm hiểu sâu hơn về người này. Xong rồi càng tìm hiểu thì lại thấy rằng là đằng sau cái vỏ bọc đấy là một người rất là ân cần, rất là biết chăm sóc, rất là ấm áp. Và đó chính là giây phút mà kiểu họ rung rinh ấy. Và họ sẽ thực sự rung động với những cái chàng trai như thế này. Tuy nhiên nếu như chàng trai nào muốn gây ấn tượng với con gái theo hình ảnh mà lạnh lùng boy ấy, thì cũng phải cố gắng có chừng mực một chút, lạnh lùng vừa phải thôi, chứ đừng như một cái tảng băng di động. Và kiểu như vậy thì con gái kiểu cũng sẽ tránh xa bạn ấy, không dám đến gần bạn ấy. Giống như kiểu bài rap của Hiếu thứ hai à, tụi anh lạnh như băng mà không cần cố đấy. ra bài liên tục như B-Ray trong thành phố. Và cái điều quan trọng đó chính là khi mà có vẻ ngoài lạnh lùng rồi ấy, thì bên trong của bạn, bạn lại cần thể hiện được cái sự ấm áp và ân cần của mình nhá. Và nếu như bạn là một chàng trai bên ngoài lạnh lùng, bên trong ấm áp, thì chắc chắn bạn sẽ là kiểu con trai mà con gái cực kỳ thích luôn á. Ok, như vậy là ngày hôm nay mình đã nói với các bạn 5 kiểu con trai mà sẽ khiến con gái thích ngay từ lần gặp đầu tiên. Các bạn gái mà đang xem video này thì comment ở dưới cho mình biết xem là các bạn còn thích những cái kiểu con trai như thế nào nữa nhá. Cuối cùng thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Và nếu như thấy video này hay thì đừng quên like, share và đăng ký kênh của mình để có thể ủng hộ cho mình nhá. Và hãy kết nối với mình qua Facebook của mình Trần Minh Phương Thảo và Insta của mình phươngthảo.zoe. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.